Nhà sản xuất ô tô Toyota vừa công bố kế hoạch thử nghiệm xe tải van thương mại trên đường công cộng tại Australia vào mùa xuân năm sau, với mục tiêu tung ra mẫu xe La Hero điện đầu tiên trên thế giới. Theo Toyota, mẫu xe tải van đa dụng La Hero điện này có phạm vi di chuyển tăng thêm 20% lên 250 km so với khi chỉ chạy bằng Hero. Mẫu xe này là một phần trong chiến lược đa hướng của Toyota. Thông qua đó, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản hướng đến mục tiêu cung cấp một loạt mẫu xe xanh. Dự án bao gồm xe lai xăng điện, xe chạy bằng pin nhiên liệu và xe điện chạy bằng pin. Dòng xe này nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide và đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương. Sau nhiều tháng ghi nhận lượng mưa ít ỏi, thành phố New York của Mỹ ngày hôm nay đã ban hành cảnh báo hạn hán đầu tiên trong vòng 22 năm qua. Thị trưởng New York Eric Adams nêu rõ người dân New York không nên đánh giá thấp tình hình thời tiết khô hạn hiện nay, cũng như là những hệ quả đi kèm. Ông cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng do kiểu thời tiết này rất cao và cũng quyết định tạm dừng dự án sửa chữa đường ống dẫn nước chính trị giá 2 tỷ đô la Mỹ vốn làm gián đoạn việc cấp nước từ một số hồ chứa. Và nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn, chính quyền New York có thể nâng mức cảnh báo lên tình trạng khẩn cấp do hạn hán. Theo đó, người dân và các cơ quan của thành phố được yêu cầu giảm thiểu việc sử dụng nước.